Thưa quý vị, một vụ sập trường lớp học vừa diễn ra sáng nay tại thành phố Vinh, Nghệ An. Nhiều em đã bị chấn thương phải nhập viện. Và đây sẽ là nội dung được cập nhật của Việt Nam Thưa quý vị, trần nhà của lớp học bất ngờ đổ sập khiến cho nhiều em học sinh bị thương. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ tiết học buổi sáng ngày hôm nay tại trường Đại học Mai Lơ, thành phố Vinh, Nghệ An. 8 em học sinh bị thương, trong đó có một em bị thương nặng phải chuyển ra bệnh viện Thủ Đức, Hà Nội. Thông tin về sức khỏe các nạn nhân trong vụ việc này sẽ được chúng tôi cập nhật trong phần sau của chương trình. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo liên quan đến vụ án cháy chung cư Carina Quận. Các nhà khoa học Đại học London, Australia mới đây đã đạt được mức đột phá đầu tiên trên thế giới trong điều trị bệnh sốt rét. Không khí lạnh tăng cường liên tục duy trì rét đậm rét hại ở miền Bắc. Báo từ nay đến cuối tuần nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trời giảm mạnh, ở trung du từ 8 đến 11 độ C, vùng núi từ 4 đến 7 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Giá lạnh thì cũng đang bao gồm Hàn Quốc và Trung Quốc, như thành phố Hàn Trung Quốc dự kiến sẽ chứng kiến tháng 12 lạnh nhất trong năm nay. Có liên quan đến tình hình xung đột tại Israel, Israel đã yêu cầu sơ tán các cán bộ của Israel. Khoản tài trợ trên là một phần trong gói ngân sách trị giá 3 tỷ đô la Mỹ được có phân bổ theo đạo luật giảm lạm phát nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Bắt đầu từ ngày hôm qua, các nhà hàng và quán cà phê ở Canada không còn được phép cung cấp cho khách hàng ống hút bằng nhựa, hộp đựng thức ăn, túi đựng hàng hoặc là dao kéo dùng một lần. Quy định theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành du lịch đã đạt mục tiêu đón 12,5 đến 13 triệu lượt khách quốc tế. Với gia tăng kết nối đường bộ và đường hàng không, Campuchia đang tiến hành kết nối du lịch với Việt Nam qua đường biển, một cửa hàng nước, một cảng du lịch tại Bangkok để kết nối với đảo sóng lửa Việt Nam đã được xây dựng và sẵn sàng. Yêu cầu làm răng thẩm mỹ ngày càng cao, nhiều cơ sở du lịch đã xuất hiện, nhưng chưa thấy nhiều người. Món quà được ưa chuộng trong dịp Giáng sinh đó là những quả cầu tuyết, mỗi quả cầu trong suốt.